Nam ca sĩ lên hẳn bản tin thời sự vì hút 6,6 triệu người xem livestream khi đang ngủ quên. Mới đây, theo All K-pop ghi nhận, đài truyền hình của Hà Lan đã bất ngờ đưa tin về sự việc dở khóc dở cười khi mà nam ca sĩ Jungkook ngủ gật ngay giữa sóng livestream. Được biết, nam idol tài năng này đã lên nền tảng Weverse vào ngày 12 tháng 6 vừa qua để livestream nhưng lại vô tình ngủ quên. Đáng nói, chi tiết khiến đài truyền hình Hà Lan và thậm chí cả báo chí quốc tế cũng phải quan tâm đến mức đăng lên cả bản tin hay là báo giấy là vì con số người xem ghi nhận vượt mức 6,6 triệu người vào thời điểm nam idol ngủ gật suốt 21 phút. Trong suốt 21 phút này, lượng người xem livestream của nam ca sĩ không hề thuyên giảm mà thậm chí còn có dấu hiệu tăng mạnh. Theo ghi nhận của kênh truyền hình Hà Lan, được biết khán giả toàn cầu rất thích thú với khoảnh khắc gần gũi, giản dị và dễ thương này của nam ca sĩ. Một clip ghi lại cảnh fan đang đi club cũng phải dừng lại để xem Jungkook ngủ gật còn lên top xu hướng. Được biết, Jungkook sinh năm 1996 là giọng ca chính của nhóm nhạc BTS và ghi nhận tài năng ở cả khả năng vũ đạo lẫn trình diễn. Nam ca sĩ là một trong những thành viên nổi tiếng nhất nhóm nhạc toàn cầu. Anh khẳng định vị thế trong làng nhạc thế giới qua những MV trăm triệu lượt xem, được chọn để trình diễn ca khúc Dreamers mở màn cho FIFA World Cup năm 2022. Một trong những nhân tố nam ca sĩ được công chúng đặc biệt yêu mến chính là tính cách dễ thương, gần gũi và ngây ngô. Dù sở hữu gia sản khủng, em út BTS vẫn luôn giữ được thái độ thân thiện, lễ phép với người hâm mộ, đồng nghiệp và những người xung quanh.